tiếu nè. Vào đây luôn anh ơi, cho em hai tô hủ tiếu đi chị. À, xe hủ tiếu mà để nước dán tem nhiều quá không biết. Chị, bao nhiêu tô chị? 10 ngàn. Rồi, hai tô vậy đó. Đặc biệt cũng 10 ngàn luôn hả chị? Dạ, hai bát bình thường là tô 10 ngàn. Vậy mình ăn sao ta? Mình ăn thử cho em xương nha, xương đạn. Hai tô y nhau nha. Để có khô dưới ướt nữa nha. Để em ăn gì? Em ăn kêu trước hai tô nước ăn thử. Hai nước hai khô ha. Chúng mình dứt thêm hai khô nữa. 10 ngàn tô rồi. Chị, quán này bán bao nhiêu năm rồi chị? Ủa sao hồi xưa có 3-4 ngàn mà giờ lên tới 10 ngàn người ta? Giá lên lắm. Sao không lên hơn nữa mà lên có 10 ngàn thôi? Dạ, là ít lên cho bán lời. À, chút nữa cho em sẵn thêm hai tô khô nữa nha. Dạ, dạ. Hủ tiếu mì khô quá. Mì là mì gói nha. Mì là một tiếng một bánh mì nha. Nước nấu ngon quá. Nước nấu ngon. Đặc sản, đặc sắc luôn. Trời, 10 ngàn mà quá trời luôn nè. Ừ, 10 ngàn là tính ra rồi nha. Một cục xương, 3 lát thịt, 4 lát thịt. Chuẩn rồi đó. Để bán cho người miền Tây ăn. Nhắc nhanh vô rồi. Mà cái cọng hủ tiếu thì giống hồi nhỏ mình ăn á. Hủ tiếu này hủ tiếu đặc trưng của Sa Đéc á. Chỉ có Sa Đéc mới có đó. Hay cái là cái nước nó ngấm vô cái sợi mì luôn nha. Đúng không? Cái nước chị ơi, chị ơi. Cho em hai chai nước suối đi chị. Thôi trà đá gì rồi, trà đá. Trà đá, trà đá. Nước dùng có nấu mực nữa nha. Không rồi. Mực, có ngọt nước. Vô con kêu thêm hai tô, chú ăn gì con kêu luôn. Thôi, chú kêu là chú nó thấy mặt chú, nó biết rồi. Thấy mặt là biết ăn món gì hả? Ờ, nó làm quen rồi. Cho ăn hai tô khô nha, dạ. Để có dặn. Chú này ăn ngoài cái ăn măng rồi. Dạ. Cô lên ăn quá trà đây, nó già. Lần ăn mấy tô chú? Của em á lấy cái xương nạc nha, em ăn bảo không được. Ủa, Linh mày có thấy hai anh này quen không Linh? Dạ quen. Ờ, tao có TV á. Ăn hai tô luôn nè. Ê, khô nó gì khác nữa nha. Khô nó có gì khác nữa nha chú. Đúng, khô nó có cái gì khác. Khô này nấu kiểu người qua đó. Cô có cái hàng không cô? Dạ. Có khăn lau miệng, lau giấy gì không? Hôm trước có. Hàng ngàn là có chăm sóc cái hàng nhiều. Không. Linh ơi, Linh thì anh đây Linh. Con mời chú tôi thiếu luôn nha. Dạ, cảm ơn chú. Kè. Nè, Linh đó. Ly trà đá luôn nha. Dạ. Thêm ly trà đá cho chú nó tính tiền chú luôn. Dạ. Bao nhiêu quên rồi? Dạ, tính hết là 93.000 rồi. Kè Linh kìa. Đó, thấy. Đô 10.000 sao 93.000 dữ ta. Xương thì 20. Nghe tô vậy đó. Đặc biệt cũng 10.000 luôn hả chị? Vậy mình ăn sao ta? Mình ăn thử cho em xương nha, xương đạn. Hai tô y nhau nha. Cho ăn hai tô khô nha. Để có dặn. Chú mẹ ngoài cái ăn măng rồi. Dạ. Cô lên ăn quá trà đây, lần ăn mấy tô chú? Của em á lấy cái xương nạc nha, em không bảo không được. Con mời chú tôi thiếu luôn nha. Dạ, cảm ơn chú. Kè. Nè, Linh đó. Ly trà đá luôn nha. Dạ. Thêm ly trà đá cho chú nó tính tiền chú luôn. Xương thì 20. Nè, như của tôi, là 10. Thì ra là vậy. Hồi nãy mới ăn hai tô hủ tiếu no thiệt. Thằng ấy tao mời ông ăn tao buồn rồi, người miền Tây là vậy đó. Thiệt luôn hả? Trời ơi, cây này bán nhiêu tiền? 25 ngàn. Trời, hai anh em mình quất quân 50 lần đó. Vô. Vô. Mời. Cảm ơn nha, cảm ơn nha. Bà cốc luôn hả? Ê, chụp tấm hình kỷ niệm coi. Vô lực. Rồi, cảm ơn nha, ăn thử nha. Biết về nãy không ăn sáng luôn. Rồi, ngon nha. Ngon. Nghề của bà cốc truyền lại hả? Ngon quá, ngon quá trời. Ngon. Rất là ngon luôn nha mọi người. Cho nhìn mặt chụp hình nghe coi. Thì vô, ừ. Chụp mấy em là bà sợ hình bà lưu lạc ra ngoài mà bà. Rồi, mình ngồi vô chung.
Ủa? Rồi vô đây chụp tấm hình chung coi. Đây. Ở đây đứng ngay giữa nè cưng. Đó. Vô. Trời ơi, khét ông nội ơi. Khét ông nội ơi, ông nội ơi. Rồi, chụp nha. Rồi, chụp chung với cục nè. Ở đây. Trời ơi, ông nội này dặn nướng giùm mà không nướng khét của người ta, ông nội ơi. Ông đổ vô giùm ông ơi. Ngon, nghiêm túc, rất là ngon. Chậu tôm ngon thiệt luôn á. Ê, chị anh làm được không? Vậy anh bán được không? Cái này mình ăn với nước mắm hả cưng? Ừ, ăn với nước mắm, ăn với bánh hổ. Ăn xong ăn cây miếu luôn hả? Thôi, đừng ăn mấy, ăn không dạ. Mấy này để linh kiện đó ha. Rồi nào xong để qua này đúng không? Dạ. Thôi. Trời em coi để nhất môn sinh mấy cặp rồi đó. Ăn một cây là thấy tôi ân hận rồi. Em coi để nhất môn sinh mấy cặp rồi. Ngồi. Cảm ơn đã coi chương trình nha. Được. Bắt đại được cho con. Chú sợ hả? Được, bắt quay luôn. Trời, ý là nhà mình nuôi là 30 năm rồi chú. Tính ngày cỡ được dịch tới giờ, mới qua dịch tới giờ. Mới qua dịch, ờ. Ủa vậy là 3 năm giờ là chú chưa bắt nắng bây giờ luôn hả? Có, bắt là gai ít chứ kẹt rồi bắt. Mấy đứa, hai đứa bắt thường như bả. Chú có bắt mà ít. Chú có bắt ít hả? Ờ, hơi nhát. Sợ hơi nhát. Nhà nuôi rắn mà sợ rắn. Nhà mà 4 người thì có 3 người bắt thôi. Dạ. Nhìn nhìn bao mà thường. Nhìn bao thôi hả? Hồi tay vô bắt luôn không? Có nhưng mà ít. Nữa là bắt tay không hay là bắt con tay vô? Tay không cũng được. Vậy mình thiệt phạm không? Hả? Chú bắt thử không? Chú hả? Dạ. Được chưa? Vậy bắt thử, bắt con coi nha. Đi. Bắt lên coi thôi ha. Dạ, ổn chứ. Hả? Ổn không? Đâu có gì đâu. Ổn nha. Chú, ví dụ mình đưa mình thì nó thấy mình không? Thì khô à. Trời ơi, bành kỳ. Tên không chú đặt tên chứ. Ở đâu đặt? Ở đây mình bự dữ thôi. Lớn là bao nhiêu con này chứ? Hả? Ôi, dễ thương mặt luôn luôn. Oh. Hai ký mấy, hai ký mấy đó, hai chú. Ừ, hai ký mấy. Nắm chắc vuốt cho nặng lắm. Hai ký mấy đã. Anh Sơn ơi. Hả? Ủa, người ta đang quay anh làm gì vậy? Ghê quá, ghê sợ rắn kìa. Tay chân cũng rụng hết trơn. Trời cho ơi. Ra khỏi quay máy bay được không? Nhưng mà anh quay phim mà, anh không quay lại. Tha thứ, cái máy bay ghê quá. Hả? Rồi sao mà đủ cam mà quay? Đủ mà, tới có 5 người tới 8 cam lận dư rồi. Trời ơi, không được đâu. Nhìn nó ghê quá. Mà anh rất đặc tả, muốn tắt cận nữa. Không, anh truyền đạt đủ hồn hồ hết trơn rồi, tha đi trời ơi. Thôi, nhìn ghê lắm. Nó không, cô ấy nói là đây con gì không có con nào hơn 2 kg hết á. Trời ơi, một lạng anh cũng sợ chứ 2 kg. Rồi, hôm nay tới chương trình Điểm Môn Sinh đến đây thì em có nghĩ là các anh nghệ sĩ họ dám dấn vào một công việc không? Dạ lúc đầu thì em cũng nghĩ là chắc mấy anh sợ lắm, chắc mấy anh cũng không dám bắt á. Xong rồi thấy hai anh cũng nhiệt tình, là hai anh bắt cũng, hai anh tiếng lực bị cắn á. Mà anh cũng không sợ, anh bắt luôn, hai anh cũng giỏi.